Phó Cục trưởng Đăng Kiểm, chúng tôi không phải xấu cả, vẫn có những điển hình tốt. Kính thưa quý vị, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm nói, đăng kiểm sai thì sai rồi, phải sửa. Ai có tội phải chịu, nhưng không thể cào bằng tất cả. Trên thực tế vẫn còn nhiều cá nhân tập thể trong lĩnh vực đăng kiểm làm tốt. Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Bộ Giao thông Vận tải đã có chia sẻ với báo chí sau những sóng gió xảy ra tại đơn vị này. Ông An cho biết, Cục đang tập trung rà soát lại những vấn đề sai sót, những khiếm khuyết, bất cập để khắc phục những việc xảy ra vừa qua tại cơ quan đăng kiểm, bắt 3 cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới, Cục trưởng Cục Đăng Kiểm, cũng như những ý kiến từ dư luận xã hội là cơn bão sóng thần để lại hậu quả sâu sắc và đau đớn. Với thành quả hàng chục năm, công sức của bao nhiêu thế hệ gần như sụp đổ, chúng tôi có trách nhiệm phải xây dựng lại. Ông An cho hay, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam hy vọng trong công cuộc xây dựng lại này có sự đồng hành, giúp đỡ của cơ quan báo chí truyền thông với mục tiêu tốt cho lĩnh vực đăng kiểm, nhưng mục đích cuối cùng là phục vụ tốt hơn nữa cho người dân. Đăng kiểm sai thì sai rồi, phải sửa, ai có tội phải chịu, nhưng không thể cào bằng tất cả. Trên thực tế, vẫn còn nhiều cá nhân, tập thể trong lĩnh vực đăng kiểm làm tốt. Những cá nhân tập thể này cũng đau xót, đau lòng và tổn thương lắm. Trước đây, ai làm công tác đăng kiểm là niềm tự hào. Đây là cơ quan có hàm lượng chất xám cao nhất, cơ quan tiên phong trong lĩnh vực cải cách, áp dụng các tiến bộ của khoa học công nghệ. Năm 2000, Cục Đăng Kiểm là một trong những cơ quan quản lý nhà nước đầu tiên áp dụng công nghệ thông tin tin học trong công tác quản lý. Chuyện xảy ra vừa qua thật sự rất đau xót, đau đớn. Nhiều đăng kiểm viên đều làm việc trong trạng thái bất ổn, ảnh hưởng hiệu quả, kết quả, năng suất công việc. Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam cho biết, chưa bao giờ chứng kiến cảnh người dân xếp hàng chờ đợi đăng kiểm như thế này. Người dân đã quá mất mát, mất nhiều công sức, thời gian, hoang mang, lo lắng. Anh em làm trong lĩnh vực đăng kiểm rất chia sẻ với người dân về điều này. Hiện chúng tôi đang gồng lên làm việc, anh em thường xuyên làm thêm giờ, tăng ca, làm việc cả ngày nghỉ. Với vai trò là cơ quan quản lý, chúng tôi động viên, hối thúc nhiệm vụ số 1 là phục vụ cho doanh nghiệp, người dân tốt nhất. Nhưng sức người có hạn, có giải pháp đưa ra trong thời gian vừa qua là tình thế. Ông An bày tỏ, theo ông An, để khắc phục những tồn tại xảy ra vừa qua, Cục Đăng Kiểm ngay lập tức rà soát các hệ thống văn bản pháp luật. Trước mắt, miễn kiểm định lần đầu cho các phương tiện sản xuất lắp ráp mới khi lắng nghe ý kiến từ dư luận. Hiện Cục Đăng Kiểm Việt Nam đang gấp rút hoàn thiện văn bản này để triển khai áp dụng. Ngoài ra, đơn vị này cũng xúc tiến nghiên cứu, bịt những lỗ hổng hiện tại, trong đó có quy định về trình độ của giám đốc đơn vị đăng kiểm. Lúc trước xây dựng không ai lường tình huống này xảy ra vì căn cứ vào luật doanh nghiệp. Thời gian vừa qua cho thấy bất cập trong vấn đề này. Nói gì thì nói, vạn sự trách mình, chúng tôi sẽ có trách nhiệm rà soát lại. Ông An bày tỏ, với vai trò là Phó Cục trưởng, ông An cam kết cùng các cộng sự nỗ lực hết sức, dù không biết bao giờ mới lấy lại niềm tin của người dân. Cuối cùng, Phó Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam Nguyễn Tô An nói, chúng tôi không phải xấu cả, vẫn có những nơi, vẫn có những điển hình tốt. Ngày 11 tháng 1, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình Công an thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra vụ án môi giới hối lộ, đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác xảy ra tại các trung tâm đăng kiểm ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp và Bến Tre. Liên quan đến vụ việc, trước đó, cơ quan công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam 3 cán bộ phòng kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Tài xế ăn mừng trên quốc lộ 51. Thưa quý vị và các bạn, đúng 7 giờ sáng ngày 13 tháng 1, các trạm thu phí trên quốc lộ 51 tạm thời dừng thu phí. Khi barrier của trạm thu phí T3 Bà Rịa Vũng Tàu không còn chắn ngang, nhiều tài xế đã reo lên vui mừng. Từ khoảng 6 giờ 30 phút ngày 13 tháng 1, các nhân viên của trạm thu phí T3 quốc lộ 51 thuộc xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã đưa những tấm bảng thông báo tạm dừng thu phí từ 7 giờ ngày 13 tháng 1 đặt ở các làn xe qua trạm. Đúng 7 giờ, những nhân viên bán vé của trạm này rời buồng, đồng thời các barrier được xoay dọc và tháo ra. Tại trạm thu phí T3, nhiều tài xế qua trạm ngay khi tạm dừng thu phí đã reo lên vui mừng. Một tài xế hạ kính nói lớn, mừng quá, xin cảm ơn.
nhiều tài xế đưa ngón tay lên với biểu thị ok ok. Trong công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải chiều 9 tháng 1, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường cho biết, Cục Đường bộ đã thực hiện đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong giai đoạn kinh doanh khai thác và nhiệm vụ ủy quyền ký kết hợp đồng dự án đầu tư xây dựng mở rộng quốc lộ 51, đoạn từ km 0+900 đến km 73+600 theo hình thức hợp đồng BOT. Trong quá trình thực hiện, có một số điều kiện quy định tại hợp đồng dự án BOT quốc lộ 51 thay đổi, chi phí đầu tư quyết toán, lãi suất tiền vay, mức thu, số thu, lưu lượng phân lưu, kiểm toán nhà nước kiến nghị về phí bảo toàn vốn của dự án. Do đó, các bên phải đàm phán các nội dung vướng mắc phát sinh và điều chỉnh thời gian thu phí, tạo lợi nhuận theo quy định tại hợp đồng dự án. Do các nội dung vướng mắc của dự án BOT quốc lộ 51 vượt thẩm quyền, Cục Đường bộ, trước đây là Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đã có nhiều văn bản báo cáo đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến chỉ đạo cụ thể. Trong thời gian chờ ý kiến của cơ quan có thẩm quyền, để đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người sử dụng dịch vụ đường bộ, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải ngày 7 tháng 1, Cục Đường bộ sẽ tạm dừng thu phí tại các trạm thu phí thuộc dự án BOT quốc lộ 51 từ 7 giờ ngày 13 tháng 1. Trước đó, trả lời báo chí trưa 9 tháng 1, ông Nguyễn Xuân Cường nói thêm về cái khó trong đàm phán với nhà đầu tư về việc dừng thu phí quốc lộ 51. Lãnh đạo chúng tôi đang đi giữa hai làn đạn, nếu để nhà đầu tư thu quá sẽ vi phạm pháp luật, bị khởi tố bắt tạm giam. Nếu làm không tốt, nhà đầu tư thấy không đúng sẽ khởi kiện, và nếu họ thắng thì tùy theo mức độ chúng tôi có thể bị xử lý hành chính, thậm chí nếu thiệt hại có thể xử lý hình sự. Cho nên áp lực rất lớn, đòi hỏi có sự chính xác và cân nhắc. Đây là áp lực rất lớn của cơ quan quản lý nhà nước trong thời buổi hiện nay, vừa phải quyết định chính xác, vừa phải đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà nước, nhà đầu tư và người dân. Để hài hòa được không đơn giản chút nào, nhưng vẫn phải làm theo quy định chung. Những chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về chống tham nhũng năm 2022. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu cần có sự phối hợp rất nhịp nhàng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, phải giáo dục, phải có cách làm đặc biệt, cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp càng cao càng phải gương mẫu giữ mình trong sạch, người bị xử lý cũng tâm phục khẩu phục. Tại phiên họp 23 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đánh giá năm 2022 công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực có bước tiến mới vượt bậc trên nhiều mặt. Qua các vụ án tham nhũng lớn phức tạp trong thời gian qua thì trong Đảng, trong dân đã có nhận thức sâu sắc về tham nhũng tiêu cực với đầy đủ mức độ tinh vi, phức tạp, tác hại nghiêm trọng, đồng thời cho thấy tham nhũng có tính tổ chức hệ thống, tham gia của nhiều người với sự cấu kết chặt chẽ. Ban chỉ đạo đã yêu cầu làm rõ tận cùng bản chất của tham nhũng tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm minh đến nơi đến chốn với những người phạm tội, dù có bỏ trốn ra nước ngoài cũng kiên quyết xử lý vắng mặt theo đúng quy định của pháp luật. Việc qua đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực đã cho thấy càng ngày chúng ta càng làm bài bản, lớp lang, chắc chắn và thuyết phục hơn, trong đó có kỷ luật đảng, hành chính rồi đến xử lý hình sự. Không phải cứ xử nặng mới là tốt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định, càng đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thì càng mang lại hiệu quả to lớn hơn. Trong đó số vụ án vụ việc bị điều tra, khởi tố, truy xét, xét xử tăng cao, số tổ chức đảng, đảng viên cũng tăng hơn, số tài sản thu hồi cũng tăng hơn. Tổng Bí thư nêu rõ, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực thực hiện rất nhân văn, nhân nghĩa, nhân ái, nhưng vẫn đủ răn đe và giáo dục, ngăn ngừa là chính. Đồng thời, không phải cứ xử nặng mới là tốt. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2023, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan chức năng cần phối hợp với nhau nhịp nhàng, ăn khớp, xây dựng được nhiều cơ chế, thể chế, chính sách, quy chế để không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Đồng thời, tránh bệnh sợ trách nhiệm, sợ sai, không dám làm, chống lại tình trạng tham nhũng tập thể, tham nhũng có tổ chức, lợi ích nhóm và có các phương pháp, kinh nghiệm hay, theo tinh thần, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, làm một cách rất bài bản, thuyết phục. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ rõ, cần có sự phối hợp rất nhịp nhàng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, phải giáo dục, phải có cách làm đặc biệt. Cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp càng cao, càng phải gương mẫu giữ mình trong sạch. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực phải gương mẫu đi đầu trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực,
phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Những thông tin vừa rồi đã khép lại thời lượng của tin tức 24 giờ HD. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp xin quý vị để lại tại phần bình luận để ekip có thể kịp thời tổng hợp. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.